Chào mừng các yêu đã trở lại với chuyên mục Nói tiếng Hàn hay như mẹ hú. Trong tiếng Việt của mình ý, khi mà mình gật gù và mình công nhận rằng một điều gì đấy nó xảy ra nó đúng, thì mình hay nói rằng là bảo sao, hay mình nói là thảo nào, hoặc thậm chí còn có những người nói là thẩm nào. Nhưng mà cái thẩm nào đấy là nó không có trong từ điển đâu nhá. Trong tiếng Hàn thì mình sẽ dùng bằng từ ọt chon gì. Lưu ý khi phát âm nhá, các bạn tham khảo vlog tập 6 của mẹ về nguyên tắc kéo âm, là nguyên tắc mà mẹ rút ra. Không có ai trên cái đất nước này, trên cái thế giới này dạy cái nguyên tắc này hết. Ở đây ý, thì đây là chữ ò, nhưng mà mình sẽ phải phát âm là ọt chon gì. Ọt chon gì. Khi nói thì chúng ta có thể chỉ dùng riêng từ này thôi, gật gù và kéo dài ra. Ọt chon gì. Còn không ý, thì mình sẽ sử dụng phiên bản đầy đủ hơn, là dùng câu kèm ở phía sau. Nhưng mà lúc này thì đôi câu sẽ thường kết thúc theo dạng là cảm thán. Ví dụ như là đuôi neo, đuôi cùn nhô, hay là phiên bản thân thiện hơn của cùn nhô thì sẽ là cùn ạ. 한국에 살아본 적이 있어요? 있지. 한국에서 어학연수를 한 경험이 있거든. 어쩐지 한국말 정말 잘하시네요. 일기예보에서 내일 비가 올 거라고 했는데요. 그래? 어쩐지 아침부터 계속 머리가 아프네. 돼 hiểu và dễ sử dụng đúng không nào? Hãy thử làm một số những đoạn hội thoại như thế này và comment ở dưới video cho mẹ biết nhé. Và đừng quên ứng dụng nó ở trong cuộc sống. Nhớ theo dõi kênh YouTube và Facebook của mẹ nhé. Bye bye các em.